Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Honda Hồng Đức ạ. Ngày hôm nay chiến sĩ tiếp tục lên video này để cập nhật lại cho bạn về cái mẫu xe Vario 125 nhé các bạn nha. Thì mời các bạn mình cùng xem xe chi tiết ạ. Thì trong thời gian gần đây, kể từ khi mà Honda Vario 125 chính thức cập bến tại Honda Việt Nam á quý anh chị, thì đã có rất là nhiều anh chị và bạn bè cũng như là khách hàng đã hỏi chí rất nhiều về cái phiên bản này. Và trong ngày hôm nay á, Chí sẽ lên video này sẽ cập nhật lại một lần nữa cho quý anh chị về giá xe, chương trình khuyến mãi và trả góp trong dịp cuối tháng 11 này nha anh chị nha. Thì đây là thời điểm rất tốt để cho anh chị mình sở hữu xe Vario nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo với giá là cực kỳ rất là tốt luôn nha quý anh chị nha. Và hỗ trợ những cái chương trình khuyến mãi như là hỗ trợ là mua xe trả góp nhận ngay quẹt gốc nè, và hỗ trợ trả góp 0% lãi suất cho anh chị luôn, và hỗ trợ thuế bạn 1 triệu đồng khi mình có mua dòng xe Vario này. Thì nhắc đến cái mẫu xe Honda Vario 125 thì chắc hẳn quý anh chị và các bạn cũng đã biết khá là nhiều và khá là rõ về cái mẫu xe này rồi đúng không ạ? Chính vì cái mẫu xe này á, đã du nhập vào Việt Nam của chúng ta theo hình thức là nhập khẩu theo dạng tư nhân đó quý anh chị, là đã có sử dụng rồi. Nhưng mà lần này á, thì Honda Việt Nam chính thức là phân phối chính hãng đối với mẫu xe Honda Vario này tại cửa hàng chính hãng hết trên toàn quốc luôn nha anh chị nha. Và được chế độ bảo hành là lên tới là 3 năm hoặc 3.000 km cho anh chị sử dụng. Thứ nhất là đi xe chính hãng có bảo hành và giá xe rẻ hơn giá xe theo dạng nhập khẩu tư nhân, và hồ sơ giấy tờ là có sẵn đầy đủ để cho quý anh chị mình mua xe mình làm giấy tờ ngay. Thứ hai nữa là xe rất là nhiều và đầy đủ để cho quý anh chị có thể là trải nghiệm trước khi mình muốn quyết định mua xe, và có đội ngũ thợ kỹ thuật viên tay nghề cao bảo hành bảo dưỡng xe cho quý anh chị. Và anh chị khi mình mua cái mẫu xe này thì mình sẽ được phụ tùng thay thế chính hãng luôn nha. Và hiện tại nay thì Honda Việt Nam phân phối chính hãng về cái mẫu xe Honda Vario này quý anh chị với hai phiên bản và hai màu sơn nha. Là phiên bản đặc biệt là như anh chị mình xem đây là màu đen nhám nha, và phiên bản thể thao là nó là phiên bản màu xanh nhám nha anh chị. Và phiên bản này thì nó sử dụng là cái bộ tem là màu vàng đồng, sẽ trong xe cho nên là ấn tượng hơn. Thì từ xưa đến nay thì Honda Việt Nam luôn phối màu rất là đẹp quý anh chị, là màu đen thì đi đi theo nó vẫn là cái tem màu vàng đồng nha. Thì nó tạo điểm nhấn cho xe và cái sự đặc trưng của dòng xe của Honda Việt Nam. Và cái mẫu xe này đạt lớn dung tích là 2.16 lít đi 100 cây thì tiết kiệm hơn cả E-Plus phiên bản 125 nữa các bạn. Và mẫu xe này được thiết kế rất là thể thao, cá tính và năng động cho anh chị nào mà mình thích sở hữu một cái con xe với thiết kế rất là đẹp mắt nha anh chị nha. Hai đây là hai cái dãy đèn đề mi của xe, khi bật chìa khóa lên sẽ sáng đèn đề mi và đèn xi nhan nằm ở hai bên vị trí hai bên đây. Xe được thiết kế với mặt nạ hình chữ V vuốt nhọn về cái phần mũi nha, và với cái mỏ dè trong xe rất là đẹp. Đèn pha thì cũng sử dụng là đèn pha led luôn nha anh chị nha. Với giá bán là chỉ từ là 43 triệu 9 thôi quý anh chị, là mình đã sở hữu được em xe Honda Vario phiên bản 125 chính hãng Honda Việt Nam, và mình sẽ được chế độ bảo hành 3 năm hoặc 3.000 cây số cho anh chị. Ngoài ra chương trình khuyến mãi trong dịp tháng 11 này khi anh chị mình mua xe sẽ được hỗ trợ là thuế bạ 1 triệu đồng dự thẳng trực tiếp vào giá xe, và được nhận được thêm cái gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng đó anh chị. Thì cái gói quà tặng nó sẽ bao gồm một cái mũ bảo hiểm chính hãng của Honda, một cái áo mưa 2 lít rưỡi xăng và 6 lần thay nhớt giảm được 50% móc khóa xe VIP. Và anh chị nào khi mà mình mua xe mình được tặng được thêm một cái phiếu gắn phụ kiện được 1 triệu đồng đó anh chị, để mình có thể gắn thảm nè, phủ nano, gắn chống trộm, công tắc đèn cho xe nha, được miễn phí được 1 triệu đồng để anh chị mình gắn những cái món đồ đó nha anh chị nha. Thì có rất là nhiều anh chị đã quan tâm và hỏi về cái phiên bản này rất là nhiều. Thì cái phiên bản này nó là sử dụng cái khối động cơ 125cc là 4 kỳ xylinder và là mát bằng dung dịch với công nghệ là ESP cộng, là giúp xe là với công nghệ là ESP thôi nha quý anh chị, chưa được trang bị lên ESP cộng là ESP như là, nhưng mà nó cũng đáp ứng được những cái công nghệ tiên tiến hàng đầu nhất của Honda với năm đặc trưng như là đốt cháy hoàn hảo, là giảm thiểu ma sát, các động cơ tạm thời idle stop, hoặc là bộ đề tích hợp ACG giúp cho xe là hoạt động và tái khởi động rất là dễ dàng nha anh chị nha. Và hiện tại nay thì anh chị khách hàng nếu mà mình mua xe qua hình thức trả góp á, hiện tại bên Chí đang có hỗ trợ chương trình trả góp 0% lãi suất cho anh chị nào
mà mình có xe cũ mình muốn đổi lên đời mình mua xe mới thì Minh Trí áp dụng cho quý anh chị. Ví dụ như mình có những xe như là 50, xe Trung Quốc, xe tất cả các hãng, mình có đổi xe mình mua lại xe mới đó, thì Minh Trí sẽ hỗ trợ thu với giá cao và hợp lý cho các bạn để mình đổi mình mua. Nếu mà anh chị mua qua hình thức mua tiền mặt đó, thì sẽ được hỗ trợ giảm trên xe mới được 1 triệu đồng, và nếu mà mua trả góp thì sẽ hỗ trợ là trả góp được 0% lãi suất. Thì sẵn đây chỉ có tính một cái bản tính trả góp cho anh chị nha, thì mình chỉ cần trả trước chỉ từ 30% giá trị xe thôi, là tầm khoảng cỡ 13 triệu, và mình có thể là mình góp trong 6 cho đến 24 tháng. Ví dụ như 6 tháng mỗi tháng mình đóng là 5.426.000, và 9 tháng mỗi tháng mình chỉ cần thanh toán là 3.622.000, và 12 tháng mỗi tháng mình chỉ cần thanh toán là 2.719.000, 15 tháng mỗi tháng mình chỉ cần thanh toán là 2.178.000, 18 tháng mỗi tháng mình chỉ cần thanh toán là 1.817.000, và 24 tháng mỗi tháng mình sẽ đóng là 1.366.000, là hoàn toàn không có lãi suất luôn nha anh chị nha. Mình có thể là góp kỳ hạn rất là dài, là từ 6 tháng cho đến 24 tháng của anh chị. Còn anh chị nào mà mình như là mình không có xe cũ, mình đổi để mình mua trả góp á, thì bên Chí sẽ có hỗ trợ cho quý anh chị đối với chương trình là trả góp lãi suất chi từ 0.79%, và mình được nhận ngay cọc quẹt gốc luôn anh chị, là chưa tới 1 chấm. Thì cái gói lãi suất này cực kỳ rất là ưu đãi cho anh chị nha. Thì mình chỉ cần cũng trả trước cộng khoảng cỡ 30% thôi anh chị, là khoảng cỡ 13.200.000 nha. Ví dụ như mình góp 9 tháng mỗi tháng mình chỉ cần đóng khoảng cỡ 3.8 triệu, 12 tháng mỗi tháng mình chỉ cần thanh toán khoảng 2.9 triệu, và 15 tháng mỗi tháng mình chỉ cần thanh toán là 2.4 triệu thôi anh chị, là hoàn toàn là nhận được ngay cả quẹt gốc, và lãi suất chỉ từ 0.79%. là cái này là anh chị mà mình không có xe cũ mình đổi nha, nhưng mà mình mua trả góp trả trước 30% thì lãi suất cũng cực kỳ rất là ưu đãi cho anh chị. Và mọi thông tin chi tiết thắc mắc ấy, thì quý anh chị cứ để lại comment hoặc bình luận ở bên dưới, sẽ có nhân viên tư vấn rõ hơn cho quý anh chị về sản phẩm xe Honda Vario. Hoặc là anh chị nào cần tham khảo thêm những cái dòng xe nào khác của Honda Việt Nam thì cứ để lại comment hoặc bình luận ở bên dưới, sẽ có nhân viên tư vấn cho anh chị. Thì cái mẫu xe Vario này theo chỉ đánh giá là về cái mặt tiện ích thì cũng có khá là nhiều nha anh chị. Với cái sàn phẳng nè, thứ hai là có hai cái hộc đựng đồ phụ ở phía trước rất là tiện lợi cho anh chị. Một bên phải thì hộc đựng đồ là không có nắp đậy, và bên trái là nó sẽ có nắp đậy và tích hợp luôn là có cổng sạc cho quý anh chị, với đầu ga là 2.1A. Đây anh chị, rất là dễ dàng và rất là tiện lợi để cho mình sạc điện thoại nha, đi đường dài đường xa. Và cái tiện ích tiếp theo chị thấy đó chính là về xe thì được thiết kế với cái cốp là với dung tích bình xăng là 5,5 lít, nhưng mà cái cốp này tới là 18 lít rồi anh chị. Rất là rộng để cho mình có thể mình tha hồ mình để đồ ở trong xe này nha. Đối với mẫu xe tay ra thì với bình xăng rất là lớn cho quý anh chị nha. Và xe này thì được trang bị với hệ thống an toàn như là lớp không xăm nè. Tiết kiệm lớn thì giúp cho khách hàng mình có thể là mình trải nghiệm được một cung đường rất là thoải mái, rất là bám đường nha anh chị. Khi mà mình đi mà có lỡ bị cán đinh thì á, thì nó cũng sẽ có nó không có xẹp ngay với anh chị, mà nó sẽ mình chạy được thêm một đoạn đường để mình kiếm chỗ nơi mình vá xe nha. Thì cái lớp xe là không xăm là nó có chế độ an toàn rất là cao nha quý anh chị. Và tiếp theo nữa, xe được trang bị phanh kết hợp là CBS nha quý anh chị. Là phanh kết hợp khi mình sử dụng phanh sau, ăn cả phanh sau và phanh trước luôn, rất là an toàn cho quý anh chị, giúp quãng đường phanh nó sẽ ngắn hơn. Và đối với mẫu xe của Honda Việt Nam thì thường sẽ thiết kế là chân chống điện nha anh chị. Là khi mà mình bật mình quên đá chân chống lên đó, thì mình sẽ đề không có chạy nha, thì tránh trường hợp như mình quên gạt chân chống. Và thiết kế tổng thể về Honda Vario này theo chỉ đánh giá thì nó sẽ rất là đẹp và rất là phù hợp với anh chị nào mình muốn sở hữu một con xe thể thao nha. Thì video của Chí đến đây là hết. Xin chào và hẹn lại quý anh chị vào những video tiếp theo nha. Xin chào, hẹn lại quý anh chị ạ.